chúng ta sẽ tìm cách đọc của những từ sau với trường hợp đầu tiên. Quán đúng không ạ? Quán trong ý nghĩa là nhất quán. Và đây thì cách đọc âm cương của nó đây là gì ạ? Nhất quán thể hiện cái nghĩa là mình giữ vững một cái tư tưởng nào đó đúng không ạ? Xuyên suốt, không thay đổi. Phương án số mấy đấy ạ? Chọn phương án số 2, từ này thì không thể quên được nữa rồi. Tsuranoite, đúng không ạ? Vẫn cứ khăng khăng theo chủ trương của mình mà không chịu nhượng bộ dù chỉ một bước. Ippo mo yuzuranai. Nhi bảo. Trường hợp số 2, nhận lương thì cũng hay đọc cái từ này đúng không ạ? Nếu mà gặp phải được những hai cái trường hợp đầu tiên này thì chúng ta thấy là dễ quá rồi đúng không ạ? Trường hợp số 2, chúng ta sẽ đọc ở đây là uchiwake ne. Những cái phần nội dung chi tiết, ví dụ ở đây là tôi được bạn nó chỉ cho những cái chi tiết xem là cái chi phí của chuyến đi cần những chi phí như thế nào đúng không ạ? Samba uchiwake. Tiếp tục này, với trường hợp số 3 thì các bạn được chữ ti đúng không ạ? Ti trong cái từ ti tiện. Nghĩa của câu này là yonanaka ni wa nanane shokugyo wa nai, tức là trên đời này á thì không có cái nghề nào mà là thấp hèn cả. Cái nghề nào nó cũng có cái giá trị của nó. Sẽ được đọc ở đây là gì? Mazushi thì không đúng rồi đúng không? Hisashi được không? Hisashi thì cho cái từ là lâu rồi không gặp ạ, đúng không? Hisashi là tính từ lâu lâu ấy. Munashi, munashi thì thể hiện cái nghĩa là gì? Trống rỗng, hoặc là nó có thể đọc chữ không này, hoặc là có cho cái chữ hư này. Trống rỗng hoặc là vô ích cũng dùng với munashi. Ở đây chúng ta sẽ đọc là iashi ne, ti tiện, thấp hèn. Câu số 4 ạ. Chúng ta có ở đây này, trong cái tình hình kinh tế khó khăn kéo dài, nagabiku fukyo de ne, tức là cái nguy cơ tồn tại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nó bị đe dọa, giống như tình hình COVID hiện nay đúng không? Từ này sẽ đọc là ayabumarete ne, ayabumarete. Rồi tiếp theo câu thứ 5 này. Câu thứ 5 thì cũng rất là quen đúng không? Sagi ne. Những cái vụ lừa đảo kết hôn gần đây thì phần lớn là phụ nữ lừa đàn ông. Onaga otoko damasu ne. Câu số 6 này. Trường hợp này là cách đọc hơi đặc biệt một chút. Tôi có một cái thói quen đấy là tích trữ cái gì đó ở trong ví. Tích trữ. Chúng ta có chữ tiểu và chữ tiền đúng không ạ? Chữ tiền thì thường là chúng ta hay đọc là gì? Ví dụ trong cái từ là kinsen sen đúng không ạ? Bởi vì là nó có phần âm, ví dụ như các bạn có từ là jisen. Jisen ở đây là cái chữ thực tiễn, còn đây là cái chữ tiền thì thêm bộ kim, còn cái chữ tiễn thì là có thêm cái bộ túc. Nhưng mà ở đây thì nó lại được đọc đặc biệt, nó sẽ được đọc là koseni. Koseni là tiền lẻ. Tôi có cái thói quen là tích chữ tiền lẻ trong ví. Câu số 7 này. Cái câu này là ngày càng có nhiều doanh nghiệp nước ngoài gì gì đó ở Trung Quốc. Các bạn có từ là gappe gaisha. Gappe thì nếu mà đứng một mình thì nó thể hiện những cái nghĩa như là sát nhập. Chẳng hạn như cái trường hợp là Hà Tây sát nhập vào Hà Nội, gappe. Nhưng mà gappe gaisha trong cái trường hợp này chúng ta sẽ hiểu nó là những cái công ty liên danh, liên kết nhiều các cái đơn vị với nhau đúng không? Những cái công ty liên danh. Vậy thì ở đây sẽ là gì ạ? Setsuritsu, seke, sete hay là setchi? Chúng ta có thể loại được cái trường hợp số 2 và trường hợp số 3 đúng không? Bởi vì số 2 là thiết kế, rồi thiết đặt. Setting thì không phải. Vậy thì sẽ băn khoăn trường hợp 1 và trường hợp 4. Ở câu này mọi người nhớ nhé. Chúng ta có là setsuritsu thì với nghĩa là thành lập, thành một lập một cái công ty mới thì sẽ dùng là setsuritsu. Còn nếu như mà chúng ta thành lập cái đơn vị nhỏ ở trong tổ chức của chúng ta, hoặc là thành lập một cái phòng ban nào đấy ở trong nội bộ ấy, thì lúc đấy các bạn sẽ dùng là setchi. Còn nếu là thành lập một cái công ty mới, atarashi kaisha, thì các bạn sẽ dùng là setsuritsu. Phương án số 1. Đây là cái sự khác nhau giữa hai từ này. Câu số 8 ạ. Hitori gurashi ni nanne heya o sagashiteru. Tôi đang tìm một cái phòng gì gì đó, cuộc sống một mình. Mezamashi, nozomashi, fusawashi và ichijirushi. Ở cái phần này chúng ta sẽ loại nhé. Mezamashi thì thường hay đi với những cái từ để thể hiện cái nghĩa là cái thành tích, cái thành tựu đúng không? Đạt được những thành tích mà rất là đáng ngưỡng mộ đúng không? Mezamashi rất là ấn tượng này. Nozomashi thì với nghĩa là những cái mong muốn, hy vọng kiểu đúng không? Ở đây sẽ là gì? Tìm một cái phòng mà nó phù hợp với cái cuộc sống một mình, độc thân. Còn ichijirushi là cái chữ trí trong cái nghĩa là nổi bật thì cũng không đúng. Câu số 9 ạ. Dieki o dorosha to shakai ni nanashite. Các bạn có ở đây là chúng ta nên có cái sự cân bằng giữa jyo ne, đó là cái gì ạ? Nhu cầu và kyokyu ne. Thì tức là gì? Chúng ta nên cân bằng giữa cung và cầu. Các bạn sẽ cùng loại này. Junkan. Junkan thì với nghĩa là tuần hoàn rồi. Thì không đúng này. Hensai thì cho ý nghĩa là mình trả nợ đúng không? Trả tiền đấy. Ở đây thì còn lại cái trường hợp là henkan và kangen.
Hen căng thì nó sẽ dùng với cái nghĩa là trả lại về cái người sở hữu chủ gốc ban đầu ấy. Ví dụ như là Mỹ trả lại lãnh thổ cho Việt Nam chẳng hạn. Đó, thì lúc đấy sẽ dùng là hen căng, tức là trả lại cho cái người mà sở hữu ban đầu, cho chủ. Còn cái trường hợp là căng geng thì nó mang cái trạng thái chính là trả lại cái trạng thái ban đầu. Thì ở đây là những lợi ích mà công ty có được ấy, thì bây giờ là đem phân phát, đem chia để trả lại cho gì những cái người lao động, rồi trả lại cho xã hội, tức là người ta làm từ thiện hoặc là người ta điều phối lại để làm sao tạo ra cái sự cân bằng giữa cung và cầu. Thì trong cái trường hợp này các bạn sẽ dùng là kangen. Cái từ kangen này á, thì mang cái nghĩa là hoàn trả. Ví dụ như là hoàn trả thuế thì người ta cũng dùng cái trường hợp này. Thì các bạn sẽ chọn lựa phương án số 2. Câu số 10. Cái điều quan trọng là dù với bất kỳ công việc nào thì cũng phải có thói quen không gì đó, đúng không ạ? Oro soka, hisoka, oro ka và komayaka. Komayaka thì nó thường để thể hiện ví dụ như là đón tiếp rất là nồng hậu này. Tinh tế cũng dùng cái kiểu này này. Nhỏ, tinh tế, nồng hậu, tình cảm, thân thiết. Oro ka. Oro ka thì với nghĩa là ngốc nghếch, ngu ngốc. Hisoka là cái chữ mật, thì trong cái nghĩa là bí mật, đúng không ạ? Thầm kín, bí mật. Còn lại chỉ còn mỗi cái trường hợp là Orosoka. Orosoka đây là cái chữ gì ạ? Cái chữ sơ thì trong cái nghĩa là mình thờ ơ, chảnh mảng. Điều quan trọng là với bất kỳ công việc nào là mình cũng phải tập cái thói quen là mình sẽ không thờ ơ, không chảnh mảng mà mình phải chuyên tâm làm nó. Orosoka. Orosoka ni shinai thì phương án chính xác là câu số 1. Câu tiếp theo này thì chúng ta có ở đây là Iwanami Shoten, cái cửa hàng sách Iwanami thì đã bắt đầu bán cuốn gọi là Kōjien. Kōjien được hiểu là từ điển quốc ngữ ấy. Từ điển quốc ngữ với tiếng Nhật thì là chính là từ điển tiếng Nhật, đúng không? Thì đây là họ công bố cái bản, cái này được xuất bản lần thứ 6. Và cái bản này thì gì gì đó sau 10 năm, Junen Budi no. Vậy thì nói đến sách vở, tức là người ta phải sửa đổi, đúng không? Người ta phải cải chính, người ta đính chính thêm cái nội dung thông tin. Thì cái trường hợp số 1 là kaishu thì không phù hợp, bởi vì kaishu này mang cái tính chất là mình tu bổ, mình sửa chữa, ví dụ ở các công trình, ở đây không phù hợp. Kaisaku thì nó theo cái kiểu là mình phóng tác, mình viết lại, ví dụ như là một cái câu chuyện này mình phóng tác, mình viết lại thành một cái tác phẩm mới ấy. Thì lúc đấy người ta mới dùng với kaisaku. Cải cách cũng không phải, mà đây chính là gì? Liên quan đến nội dung thì các bạn cứ nhìn thấy cái chữ trong cái từ đính chính này, đúng không ạ? Cải chính ở đây. Kaite này. Với câu số 12 này. Câu số 12 ở đây thì chúng ta có là sau khi mà mình suy nghĩ gì gì đó thì mình mới quyết định xem là có ký vào trong cái bản hợp đồng hay không. Gatsiri. Gatsiri để chỉ cái dáng người rất là rắn chắc, rắn giỏi, chắc nịch luôn á. Gatsiri. Jikuri thì thường hay với nghĩa là gì? Jikuri kangai, tức là mình suy nghĩ một cách kỹ càng. Getsori, gầy sọp người luôn. Kikari. Kikari thì chính xác, thì ví dụ thường hay dùng với thời gian. Đúng 3 giờ. Kikari này, sao gì? Thì đây chúng ta sẽ chọn lựa là phương án số 2. Tiếp tục này. Jikuri kangai được, chứ không phải kikari nhé. Kikari là chính xác về thời gian, kiểu chẳng hạn. Đúng 3 giờ. Câu số 13 này. Bunai. Bunai tức là trong phòng, đúng không? Ví dụ trong cái phòng kinh doanh của mình, thì đây là ý kiến của mọi người trong phòng ấy, thì barabara, mỗi người một ý, thế nào cuối cùng sẽ quyết định bằng cái cách nào đấy. Thì ở đây người ta sẽ quyết định theo cái gì? Theo đa số, đúng không ạ? Cuối cùng quyết định này là sẽ quyết định theo đa số. Vậy thì chúng ta sẽ dùng với cái hậu tố ở đây là cái chữ quyết này nhá. Cái trường hợp này chúng ta sẽ lựa chọn cái hậu tố đây là quyết định theo đa số. Còn những cái chữ định như chữ quá hay chữ thông thì đều không phù hợp. Bạn nhớ nhá, quyết định theo đa số. Ở chữ quá này thường được dùng hay cho những cái trường hợp như là quá bán, tức là quá nửa ấy, khá hăng sư, đúng không? Nhưng mà đây là chúng ta cần một cái hậu tố cho cái từ ta sư, đây là số nhiều, đa số, tức là những cái phe này nhiều hơn thì chúng ta sẽ quyết định đi theo cái phe đấy, nên là chúng ta không sẽ không dùng chữ quá này đâu. Tiếp theo nhỉ, câu số 14 này, sau khi mà cái buổi hòa nhạc kết thúc thì mudagatte ita. Thì đây chúng ta sẽ phải tìm từ mà có thể thay thế được với cái động từ là muragaru. Muragaru thì nó chính là cái chữ gì ạ? Chữ quần này. Muragaru. Quần thì trong cái nghĩa là mọi người tụ tập, tập trung. Mọi người tụ tập, tập trung lại cái chỗ, cái quầy bán đĩa CD ở dưới sảnh. Thì chúng ta sẽ thay thế ở đây bằng cái từ là atsumatta, là phương án số 2, đúng không? Atsumaru. Còn những trường hợp còn lại ví dụ như là omomoku. Omomoku đây là cái chữ phó này.
có thể nằm trong những cái từ như là funing, chữ phó và chữ nhiệm trong nhậm chức ấy. Tức là mình ví dụ các bạn ở bên Nhật sang bên Việt Nam để nhận công tác đi làm xa đúng không, thường hay cụm từ là một mình đi làm xa là 당신 funin này, 당신 funin. Rồi tiếp theo như câu số 15 này, 도보시, từ này thì có thể dễ dàng tìm ra được đúng không ạ? Ở đây là phải nhập những cái nguồn tài nguyên mà đất nước mình còn nghèo nàn từ các nước ngoài, ví dụ như là Sekiyu chẳng hạn, đúng không? Và những cái loại như là than đá khoáng sản kiểu ấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cùng xem nhé. Trường hợp thứ nhất là 도보시 thì nó là nghèo nàn. Nghèo nàn hay nói chính xác là cái nguồn tài nguyên này thì vẫn không đủ ở trong nước. Thay này các bạn sẽ thay thế bằng cái sự lựa chọn là phương án số 1. Còn nozomashi thì không đúng rồi. Trường hợp số 3 để các bạn sẽ đọc ở đây là gì? Tayasui desu ne. Tayasui. Tayasui, nhớ nhắc cách đọc nó đặc biệt một chút. Tayasui. Thì nó dùng để chỉ những cái gì đấy mà mình có thể thực hiện một cách rất là đơn giản, dễ dàng. Còn cái trường hợp thứ tư là cái chữ tôn này. Chữ tôn này thì chúng ta sẽ đọc là totoi desu ne. Các bạn cũng để ý những cái cách đọc của các cái tính từ như thế này. Bởi vì nó là cách đọc đặc biệt nên là nhiều khi là người ta hay thi lắm. Totoi. Thô tôi thì dùng để chỉ những cái rất là quý giá, quý báu đúng không ạ? Thô tôi. Tayasui, thô tôi. Đây chúng ta sẽ dùng là ichiban.